Hai chào các bạn. Nay mình làm một cái clip mình nói về sầu riêng tơ trồng 2 tới 3 tháng. Thì các bạn hỏi mình là Thái ơi, sao sầu riêng tao trồng được 2 tháng 3 tháng hoài mà cây nó không phát không thiết gì hết. Nó cứ khằng khằng hoài, nó không đâm đọt. Không thôi ra đọt nheo chút xíu nó nằm hoài. Rồi hỏi đưa phân đưa thuốc gì cho xịt cho nó tốt. Nó trời ơi, đâu phải đơn giản mà các bạn trồng cây xuống các bạn để đó cây nó phát đâu. Thứ nhất á là đối với sầu riêng mình có chia sẻ là việc đầu tiên làm sầu riêng là các bạn phải có gì? Các bạn phải có hệ thống tưới nước ha. Thì đối với vườn này nè, chủ vườn nè có đầu tư hệ thống tưới hai bét hai bên ha. Đó thì cái việc này với mình là bắt buộc là phải có bét tưới, nếu không bét tưới mình không bán, tại vì mình biết là mình đưa phân đưa thuốc vô nó cũng không có phát đâu ha. Và một cái số 2 là gì? Giải phân hữu cơ. Tại vì trong thời gian từ một lúc thời gian trồng, từ thời gian gọi là trồng đi là không tháng, đến khi trồng khoảng 12 tháng là mình chỉ cho giải hữu cơ thôi. Và đối với vườn này các bạn, đọt nó ra nè, đọt nó ra liên tục luôn, nó lụa lá này xong nó ra đọt tiếp. Tại sao? Thứ nhất á, là vườn này có bét tưới rồi. Cái thứ hai á, là mình đưa cái phân hữu cơ này nè, mình cho gãy. Mình lặp lại các bạn à, hiện nay trên thị trường á, phân hữu cơ nó rất là nhiều. Thì các bạn hỏi là phân nào để cho dễ mua, dễ xài và hiệu quả tốt, thì với mình hàng này là một trong những hàng, tốt, không có gọi là sai lầm, không có giả. Hiện nay hàng này chưa có giả ha. Và hàng này rất là xịn. Với mình hàng này xịn, bởi vì sao xịn? Bởi vì đây là hữu cơ khoáng. Thứ nhất nó có hữu cơ, thứ hai là nó có đạm lân kali 12-46, 12% đạm, 4% lân và 6% kali. Và với một cái nữa là nó có cái tàu biển mà tàu này tàu đỏ, tàu biển của bên nước ngoài làm luôn chứ không phải tàu biển về Việt Nam đổ vô các bạn. Nhập từ nguyên bao, bao này là bao nhập nguyên zin của Hà Lan. Nguyên zin ha, 54% hữu cơ. Các bạn sao hỏi mình là tao mua tới 80% hay là mua tới 85% nó còn xịn hơn. Cái đó nó không quan trọng các bạn. Hữu cơ đối với hàng hữu cơ nhập thì thật ra cái số mà dao động trong khoảng 50 số này 54%, thậm chí từ khoảng 65 tới 80% với mình thấy nó cũng tương tự à. Cái khác biệt là ở chỗ hàng này là hàng hữu cơ khoáng. Nó có đạm lân kali mở dạng hữu cơ. Cho nên đối với cây này, đối với cây sầu riêng trồng 2 tháng 3 tháng như thế này, một bao này mình gãi từ 50 cây. Một bao này 50 cây các bạn ha, thậm chí 60 cây vẫn được. Tại vì một cây này chỉ cần 2 nắm là đạt rồi. Nắm tới 2 nắm là đạt. Không cần gãi nhiều, qua bao lâu gãi một lần. Theo cây đọt, trung bình là một tháng rưỡi gãi một lần là đạt nhất ha. Đó là về đối với thằng phân bón. Còn các bạn họ còn thêm những ông muốn mua humic dưỡng rễ hay là muốn mua thêm xô dưỡng rễ hay là phân dơi hay đạm cá, với mình là thừa khỏi. Nếu đã xài này rồi khỏi các bạn ha, thêm chi tốn tiền thì nó làm gì? Tăng chi phí. Sinh ra nuôi sầu riêng, các bạn nuôi sầu riêng bạn biết nuôi ít nhất 3 năm, các bạn đưa vô liên tục, ngày nào cứ nông này trong tháng nọ để cho đưa vô giết quay qua, chưa thu được trái quay qua hết tiền lâm nợ bán đất ha. Tiền đó là tiền vô đại lý ăn hết. Còn mình thì mình đâu có bán như vậy đâu. Còn về cái hàng phun lá này nè, đối với cây sầu riêng tơ này mình khuyến cáo các bạn phun thuốc đơn giản, đừng phun nhiều, chỉ gần nha, cho coi mấy cái lá nè. Đối với lá sầu riêng á, cây tơ nè, đừng có phun thuốc gì nhiều các bạn. Mình khuyến cáo các bạn phun cái men tút này nè cho cây tơ là đạt nhất ha. Cứ phun men tút cho cây tơ là đạt, là nó đâm đọt cây liên tục. Cái men tút này á, nó là đồng ở dạng sinh học, nó vừa trị bệnh mà nó vừa kích kháng và nó làm cho đẩy đọt cây luôn. Cho nên trong này nó đã có bồi dưỡng rồi, cho nên các bạn đã phun men tút này là không cần cộng thêm bồi dưỡng hay là cộng thêm thuốc bệnh nữa, và chỉ cần cộng thêm thuốc gầy. Và thuốc gầy mình khuyến cáo đi chung với Mepzono Imidalogic 70-700 WB. Hàng này của Singapore, gói này 40g các bạn ha. Gói này xài 200 lít nước, nghĩa là một bộ thế này nè xài cho 200 lít nước đó nha. Quay qua cây kế bên nè, để quay con cây tốt không kỳ lắm đó các bạn. Quay nè, đó những cái cây trong vườn nè các bạn thấy không, phun cái bộ đôi phun của mình là cái men tút, cái gói này mình lấy trong vườn nha các bạn. Cái chai men tút với lại gói Zono nè mình đưa vô. Gói này mình đang bán giá hiện tại là 45.000, nhưng mà sắp tới nó sẽ tăng giá, tại vì lô này lô cũ. Còn thứ hai là men tút này trong năm 2021 này giá nó sẽ ổn định ở mức giá 149.000 cho 200 lít nước, nghĩa là một bộ này nè là đủ. Đối với cây tơ và định kỳ cứ 8 ngày 10 ngày các bạn xịt một cứ các bạn. Còn ở dưới mình cứ gãy phân hữu cơ là ngon lành nè. Quay xuống hữu cơ nè, các bạn thấy thằng hữu cơ ở dưới nè nó có một lớp nè, nghĩa là tưới này nó chưa tan hết, nghĩa là tưới 1-2 nước nữa các bạn sẽ thấy là nó tan hết hoàn toàn các bạn ha. Đó là hữu cơ khoáng con rau 12-46 đó, gãy là nó tan thấm đều xuống. Và các bạn thấy không, cỏ nó rất là phát triển. Gãy cái này các bạn mà xịt dọn cỏ không kịp, cỏ nó phát triển tốt dữ lắm, tốt. Cho nên các bạn ấy, mình khuyến cáo bạn ấy, có thể là cái mô sầu riêng này các bạn thả rau chai lên. Tại sao thả rau chai lên? Để cho nó đè những cái cỏ mần đầu, những cái cỏ lá như thế này nè, nó cao lên. Khi lá cỏ này nó cao vậy nè, nó sẽ trú những con bò chỉ, những con sâu, những con gọi là cái con bò cánh cứng á, nó cặp lá. Thì mình khuyến cáo dọn đi, rồi các bạn trồng rau chai hoặc là trồng cỏ đậu tuyệt vời các bạn ha. Trồng cỏ đậu, tại cỏ đậu thì ở đây không có bán, nhưng mà chỗ nào các bạn tìm được cái cỏ đậu á, các bạn trồng. Thứ nhất là nó tổng hợp đạm dưới đất, thứ hai là nó đè những cái cỏ này xuống là nó ổn định một cái mật độ sinh thái, làm cho nấm bệnh nó ít phát triển lắm các bạn. Rồi cái đó là mình chia sẻ về cây tơ. Thứ nhất hệ thống tưới, thứ hai là cái phân hữu cơ khoáng Marathon 12-46, thứ ba nữa
là về cái phun thuốc là đối với cây tơ là như thế này là đủ. Và các bạn hỏi là phun đến khi nào, phun đến khi nào cây này hơn 1 năm tuổi, sau đó coi tình hình tiếp, rồi coi có thể gãy phân hóa học chưa. Còn nếu không, các bạn có điều kiện có thể các bạn nuôi cái này bằng hữu cơ như thế vậy đến khi 2 năm tuổi luôn, rồi sau đó mình sẽ đưa cái phân hóa học vào ha. Rồi cái đó là phần giai đoạn sau. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video clip lần sau khi vườn này nó lớn hơn, tốt hơn nữa.